Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng và cũng chào mừng anh em đã quay trở lại đường đua của cái công việc chạy quảng cáo, công việc kinh doanh trên Facebook năm 2022. Thì có rất nhiều bạn vẫn còn đang bỡ ngỡ, băn khoăn và không biết làm thế nào để chạy quảng cáo Facebook. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video chia sẻ ngắn và bắt đầu cái chuỗi video dài kéo dài một năm theo cái công việc kinh doanh trên Facebook sẽ như thế nào. Thì làm thế nào để chạy quảng cáo Facebook? Trước hết chúng ta sẽ cần phải có, thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải có tài khoản. Cái quan trọng nhất là các bạn chỉ cần có tài khoản quảng cáo. Cái thứ hai, điều quan trọng thứ hai là chúng ta cần phải có tiền để chạy quảng cáo. Đó. Về cái vấn đề tiền thì có rất nhiều bạn mới băn khoăn chưa biết chạy thế nào và đang muốn đi tìm những cái đơn vị thuê chạy quảng cáo, và các bạn thường đặt ra câu hỏi là chạy bao nhiêu. Thì xin thưa như này, và các bạn hình dung ra việc nếu như các bạn chạy quảng cáo Facebook, tức là các bạn bỏ tiền của các bạn ra, các bạn có bao nhiêu tiền các bạn sẽ bỏ cùng lấy tiền, tối thiểu là 1 đô, khoảng 24.000 Việt Nam đồng cho Facebook một ngày. Các bạn lưu ý này, tối thiểu khoảng 24.000 một ngày. Đó, đó là cái số tiền các bạn bỏ ra để trả cho Facebook, và Facebook sẽ dùng cái số tiền đấy để tiếp cận cái bài quảng cáo của bạn đến những người dùng, đến những khách hàng, đến những khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng của bạn. Và từ đó những khách hàng nhìn thấy bài quảng cáo và họ kích thích được cái nhu cầu mua hàng, và họ sẽ tiến hành hỏi bạn và tiến hành mua hàng từ bạn, được chưa? Nhưng mà để làm được điều đó thì các bạn sẽ cần phải có tài khoản quảng cáo. Thì tài khoản quảng cáo thì chúng ta sẽ lấy ở đâu ra, làm thế nào để có tài khoản quảng cáo? Thì mặc định, anh em lưu ý rằng mặc định một link Facebook Facebook sẽ có một tài khoản quảng cáo cá nhân và tạo được hai tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Hai tài khoản quảng cáo doanh nghiệp thì chúng ta sẽ ở cái phần này, chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta sẽ làm phần tài khoản cá nhân thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm phần tài khoản cá nhân, chính cái nick Facebook của các bạn cũng có tài khoản quảng cáo rồi. Đấy, làm thế nào để vào được tài khoản thì các bạn sẽ vào facebook.com này. Các bạn ấn gạch dựng PE như thế này, PE viết thường nhé. Thì các bạn sẽ kích hoạt cái tài khoản quảng cáo cá nhân của bạn lên, được chưa? Đấy, facebook.com gạch dựng PE kích hoạt là sẽ kích hoạt được tài khoản quảng cáo cá nhân. Thì đây là cái tài khoản của mình, nó chạy rất lâu rồi, vĩ đại chạy được mấy năm rồi, 5 6 năm rồi. Rất lâu rồi, cho nên là gì, là nó bị đai rồi. Cái này chúng ta sẽ không bàn tới. Thì cái việc mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook, thì khi các bạn muốn chạy quảng cáo Facebook, các bạn cũng cần phải xác định trước cái tinh thần của mình là cái việc đai tài khoản quảng cáo là việc xảy ra thường xuyên. Vậy nên là các bạn sẽ cần phải mua link Facebook, hay trong ngành hay gọi là mua via. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn mọi người cách đăng nhập con via như nào, đúng không ạ? Nếu như anh em muốn mua via, không biết mua via đâu thì có thể liên hệ với mình, được chưa? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng nhập cái con viên từ A đến Z và làm sao để không bị cái hiện tượng là chết dàn trùng chéo, đúng không ạ? Thì ở đây là cái giao diện trình duyệt của các bạn như thế này. Thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta nên sử dụng trình duyệt Chrome, trình duyệt Firefox, không nên sử dụng trình duyệt Cốc Cốc các bạn nhé. Tại vì sao? Bởi vì nếu các bạn sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, đặc biệt là những bạn chạy hàng vi phạm chính sách, thì cái tỷ lệ đai chết dàn rất là cao. Các bạn hãy né nó ra giúp mình. Thì ở đây cái trình duyệt như này, các bạn sẽ bấm vào cái logo ở bên góc phải màn hình như này này. Đó, cái logo này, sau đó các bạn kích vào, các bạn ấn thêm giúp mình. Đấy, thì cái bước này gọi là thêm người dùng mới, được chưa? Tuy nhiên, ở đây các bạn có thể thấy rằng là mình đã thêm rất nhiều người dùng mới rồi. Nếu như các bạn chỉ ấn thêm như này thì tất cả các người dùng này nó vẫn là một người dùng thôi. Facebook nó vẫn nhận diện ra đó chính là một người dùng thôi. Đó là chúng ta. Thì làm thế nào để có thể phân biệt thành những người dùng khác nhau để cho cái việc chạy quảng cáo Facebook nó thuận lợi và là không bị xảy ra hiện tượng là chết dàn? Thì chúng ta cứ ấn thiết lập hồ sơ này, chúng ta ấn tiếp tục cần đăng nhập, chúng ta nhập một cái tên, ví dụ đây các bạn sẽ nhập là Viên, ngày 8 tháng 2 chẳng hạn, mình sẽ lấy ngày hôm nay, được chưa? Sau đó thì đây, lấy màu đỏ đây, đầu năm lấy màu đỏ cho nó rực rỡ rồi. Ok, xong đó. Sau khi tạo ra một cái người dùng như này rồi đấy, các bạn thấy cái logo Via 82 trên này chưa? Rồi thì các bạn sẽ tiếp tục gọi cho đây cái mình cái user, một cái từ khóa tên là user agent switch and manager. Đấy, cái từ khóa như này, và các bạn tìm đến cái dòng là Chrome, Chrome Google này, cái dòng đầu tiên này. Đấy, lưu ý nó phải là user switch and manager nhé. Bạn kích vào đây.
Đây là một cái add-on để có thể thay đổi được cái người dùng ở trên cái trình duyệt này. Bạn ấn thêm vào Chrome. Thêm. Và chúng ta sẽ chờ khoảng vài giây. Nó hiện ra cái giao diện như này là chúng ta đã thêm xong. Sau khi thêm xong để dễ tiện làm việc, các bạn sẽ kích vào cái mảnh ghép này. Ở đây có phần mảnh ghép, tức là cái phần tiện ích ấy. Đấy, kích vào đó nó có chữ tiện ích ấy, các bạn kích vào. Và các bạn thấy ở đây là cái user này nó nằm đây, nó đang bị tối, đúng không ạ? Các bạn ấn cái nút ghim bên này. Các bạn ấn cái nút ghim nhé. Nút ghim. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng logo này. Các bạn cái trình duyệt của mình là trình duyệt Chrome và Windows 10, đúng không ạ? Thì ở đây mình có thể hoàn toàn sửa thành cái trình duyệt Mac OS, hệ điều hành Mac OS, trình duyệt Safari chẳng hạn, và cái phiên bản là Safari 14.1 chẳng hạn. Đây mình sẽ rồi 14.1. Sau khi chọn xong như này, các bạn ấn Apply on Windows. Thì nó sáng như này, được chưa? Sáng như này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đăng nhập Facebook, thì các bạn vào facebook.com, các bạn cứ vào thẳng facebook.com này cho mình là được. Được ạ. Cứ vào thẳng facebook.com như này cho mình là được. Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải đi mua các bạn có via, các bạn phải đi mua link Facebook hoặc gọi là mua via đấy. Thì các bạn mua hoặc là các bạn đi xin người thân, đúng không ạ? Xin người thân, anh chị em bạn bè vân 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 vân. Thì việc đi xin nó sẽ rất là bất tiện, thì các bạn nên đi mua. Thì ví dụ các bạn mua thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã như này. Người bán sẽ gửi cho các bạn những cái mã như này. Ok, cái mã như này mình sẽ phóng to cho bạn xem. Thì cái mã này, đây là tên đăng nhập. Đấy, những cái con số này bắt đầu từ con số 1 này, đấy, đến cái số 44 này. Đây là tên đăng nhập của cái Facebook. Và nó được cách nhau bằng một cái nét gạch dọc này. Đấy, gạch dọc này như anh em nhé. Tiếp theo, cái này nó là phần password. Và nó cũng được ngăn cách bởi một cái dấu gạch dọc. Sau cái phần này, đó chính là cái đoạn mã code 23. Thì đoạn này, đoạn mã code 23 này mình sẽ che đi một phần nha các bạn nhé. Che đi một phần. Đấy. Và nó cũng được cách bằng cái gạch dọc. Sau cái mã code này, đấy, ở đây nó có cái chỗ ngày tháng năm sinh của con viên. Ngày tháng năm sinh của con viên. Tức là cái thông tin của con viên người ta điền. Tức là người dùng người ta điền cái ngày tháng năm sinh vào đây. Đó. Thì cái phần này có thể có hoặc không. Tiếp theo đến nó sẽ là email. Đây nó là email. Các bạn lưu ý rằng đây nó là a.hotmail. A.hotmail tức là mail của Microsoft chứ không phải là Gmail. Cho nên các bạn đăng nhập giúp mình vào cái mail của Microsoft. Tiếp đằng sau đó chính là mật khẩu. Mật khẩu. Và cái chỗ này tức là cái ngưỡng chi tiêu của cái nick Facebook đó. Tức là ngưỡng chi tiêu của tài khoản nick Facebook. Thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập như thế nào? Ok, mình sẽ hướng dẫn đăng nhập luôn. Chúng ta copy này. Copy cái tên đăng nhập này. Tiếp là copy mật khẩu. Đấy, các bạn chỉ cần lấy về và các bạn kích nút mà xong. Được chưa? Sau khi chúng ta đăng nhập xong đúng không ạ? Thì Facebook nó sẽ chỗ này, nó ra cái màn hình này. Đấy. New lại này. Nếu như các bạn không hiểu thì mình dịch ra tiếng Việt. Tức là cái đoạn này là cái đoạn mã 23, nó xác thực hai yếu tố, nó là xác thực hai bước. Thì chỗ này chúng ta sẽ phải nhập 6 cái số vào đây, thì lấy cái 6 số như nào? Thì các bạn sẽ vào 2f3.line. Vào đây, sau đó các bạn sẽ copy giúp mình rồi cái mã 23 đằng sau cái password, được chưa? Mã 23 đằng sau password, bạn dán vào đây. Sau đó các bạn ấn submit, được chưa? Thì các bạn sẽ có 6 số, các bạn copy và các bạn sẽ dán vào đây, bạn tiếp tục. Như vậy là các bạn đã tiến hành đăng nhập xong. Thì ở đây các bạn ấn new giúp mình, save trình duyệt, tức là lưu trình duyệt đấy ạ. Thì ở đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là các bạn sẽ vào được Facebook một cách luôn. Hai là nó sẽ checkpoint. Ví dụ như đây trường hợp 1 này. Trường hợp 1 là nó vào được Facebook luôn này, các bạn new lại giúp mình. Như vậy là các bạn đã tiến hành đăng nhập Facebook thành công. Còn trường hợp 2 nó sẽ checkpoint, nó sẽ checkpoint và nó sẽ bắt chúng ta xác nhận gồm những cái bước. Thứ nhất là một nó có thể xác nhận ảnh bạn bè. Hai là xác nhận mã qua email, đúng không ạ? Thì nếu như nó có những cái bước đấy thì các bạn sẽ chọn vào cái phần mã qua email. Phần mã qua email thì ở đây nó lại không hiện, thì mình sẽ không làm được cái phần đấy. Thì các bạn có thể lưu ý rằng nếu như nó bắt các bạn xác nhận mã qua email, các bạn cứ tiếp tục, các bạn kích vào phần nhập mã qua email, đúng không ạ? Sau đó các bạn tiếp tục. Sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào email. Thì đăng nhập vào email như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ phải đăng nhập vào outlook.com chứ không phải gmail.com nhé. Outlook.com. Đó, bạn đăng nhập.
Thì ở đây chúng ta đã có email rồi, chúng ta chỉ cần copy paste vào thôi. Nhập mật khẩu này. Đó. Thì khi đăng nhập vào email nó sẽ hiện ra này. Đối với tài khoản của Microsoft nó rất hay hiện như này. Thì các bạn không cần lo lắng, các bạn cứ tiếp tục cho mình. Đó, sau đó các bạn nhập số điện thoại. Ở đây mình sẽ nhập số mình 0869126363. Đó. Sau đó gửi mã. Và chúng ta sẽ lấy mã từ điện thoại trở về. Cái phần lấy mã này 0869126363 có thể nó sẽ mất, đôi khi nó sẽ mất thời gian khoảng vài phút đấy, thì các bạn cần kiên nhẫn chờ đợi bạn gửi. Như vậy là xong, chúng ta tiếp tục. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái phần này, các bạn phải bỏ qua, các bạn cứ bỏ qua giúp mình nhé. Các bạn ấn có không cảm ơn. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ đăng nhập được vào mail. Thì khi các bạn ấn vào cái chỗ lấy mã về mail thì nó sẽ báo về đây, nó sẽ báo cái mail này, các bạn thấy không ạ? Báo về những cái mail như này đó. Đó, khi mình đăng nhập thì nó cũng báo về cái mail này cho mình. Thì để bảo mật thông tin của con via chúng ta mua về thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn mọi người là đổi cái email, đổi cái mật khẩu của cái mail này. Các bạn sẽ kích vào cái logo này, chữ BE này, kích vào đây, các bạn ấn Microsoft OK. Sau đó các bạn sẽ chọn giúp mình đó là phần change password này, security này. Chúng ta kích vào đây. Đây chúng ta sẽ chọn một số điện thoại thay thế, chúng ta vẫn nhập số chúng ta vào. Tiếp tục. Và chúng ta sẽ nhập mã về điện thoại. Còn tiếp tục. Rồi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ kích lại một lần nữa. Thì chỗ này bốn cái chữ số này nó không phải là bốn chữ số của mã đâu, mà nó bốn cái số cuối của cái điện thoại nhé. Đấy, sau đó chúng ta gửi, thì lúc này nó sẽ gửi cho ta một cái ký tự gồm có 7 chữ số hoặc 5 chữ số, 7 chữ số thì vào. Chúng ta ấn vào đây xác nhận. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành đổi mật khẩu, chúng ta nhập mật khẩu cũ này và chúng ta nhập mật khẩu mới này. Đó, sau đó chúng ta new. OK, như vậy là các bạn đã đổi được cái tài khoản mật khẩu của cái email. Thì người người bán ấy, người bán hoặc là ai đó, người ta sẽ không hack được email của bạn nữa. Thì bước tiếp theo là các bạn sẽ ở cái con via này, tại vì là cái link Facebook chúng ta mua về cho nên là rất dễ bị người dùng người ta nhắn tin làm phiền hoặc gì đó. Chúng ta sẽ click vào đây, chúng ta tắt. Đấy nhá, mình sẽ đổi sang tiếng Việt để cho anh em dễ hình dung và dễ làm nhé. Có rất nhiều bạn thì không biết tiếng tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài hoặc gì đấy, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đổi này. Chúng ta kích vào cái ba chấm này, cái mũi tên, cái hình tam giác ngược này. Sau đó chúng ta ấn vào cái phần bánh răng này, các bạn nhìn thấy phần bánh răng này. Đó. Sau đó các bạn ấn cái phần hình tròn giống quả địa cầu này. Đấy. Sau các bạn ấn Edit. Ở cái phần này các bạn sẽ chọn tiếng Việt. Đây, các bạn sẽ tìm đến phần tiếng Việt nhé. Xem lại. OK, như vậy là xong này. Thấy chưa? Như vậy là các bạn đã đổi từ ngữ xong rồi, đổi hết sang tiếng Việt này. Thì các bạn ấn vào cái dấu ba chấm này ở chỗ phần nhắn tin này, tùy chọn này. Các bạn ấn tắt hết cho mình, tắt trạng thái hoạt động, tắt tất cả nhé. Rồi, tắt tất cả và OK. Như vậy thì chúng ta sẽ không bị sợ làm phiền và các bạn cũng đừng vào đây các bạn đặt làm gì, được chưa? Tiếp theo là các bạn sẽ cần phải check thông tin của con via. Ví dụ các bạn kích vào cái con via như này, nếu như các bạn mua via xác minh danh tính này, một via cổ xác minh danh tính, thì các bạn sẽ kích như này, thì bạn sẽ kích vào cái dấu ba chấm này vào nhật ký hoạt động. Sau đó các bạn sẽ kích vào cái phần chỗ lịch sử hoạt động. Ở đây nó có phần bộ lọc, các bạn kích vào bộ lọc và chúng ta sẽ chọn năm, thì các bạn sẽ thấy rằng cái năm lọc của cái nick Facebook này là năm 2016, thì OK, đúng là cái con via cổ rồi, đúng không ạ? Một cái con via cổ. Đấy, là được. Xong, tiếp đến là chúng ta sẽ cần phải làm gì?
chúng ta sẽ cần phải kiểm tra nó đã xác minh danh tính hay chưa. Thì kiểm tra như thế nào? Các bạn sẽ vào facebook.com/account-quality đấy, và chất lượng tài khoản quảng cáo và hay chất lượng tài khoản, được chưa? Đấy, các bạn vào truy cập vào cái đường link này thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có cái tích xanh như này. Thì nếu như có tích xanh như này là ok, đó chính là cái con viên này đã xác minh danh tính, ok xong đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiến hành đổi mật khẩu cho cái nick Facebook này như nào. Thì các bạn sẽ vào facebook.com/hack được. Ok, sau khi mà các bạn đã vào cái đường link này rồi thì nó hiện lên cái giao diện như này, các bạn sẽ kích vào dòng 1 hoặc dòng 2 tùy các bạn, hoặc dòng nào tùy các bạn. Đấy, các bạn tiếp tục. Chúng ta bắt đầu và đợi Facebook nó quét, và chúng ta sẽ đợi Facebook nó ra những cái phần mà chúng ta đổi mật khẩu hay là những cái phần đổi email. Thì ở đây do email chúng ta đã đổi mật khẩu của email rồi, chúng ta không sợ người khác vào trong email của chúng ta được nữa, cho nên là chúng ta chỉ cần đổi mật khẩu của Facebook là xong. Đó, các như này. Còn tiếp theo chúng ta sẽ nhập mật khẩu mới. Tiếp tục. Đó, được rồi. Cái phần email là chúng ta bỏ qua, và chúng ta nên cập nhật mật khẩu đây để đỡ bị quên. Nó bỏ qua này. Đấy, không theo dõi trang này thì chúng ta kích vào chúng ta xóa. Đấy, không kết bạn với bạn này thì chúng ta xóa. Chúng ta nên làm như vậy, được chưa? Đấy, ok, và chúng ta đi điểm đi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong cách để các bạn có thể có nick Facebook, có tài khoản của cả Facebook. Thì muốn có tài khoản thì chúng ta sẽ lại vào facebook.com để bê, được chưa? Bê. Đó, thì đây là cái giao diện của cái tài khoản quảng cáo của các bạn, tài khoản của nó cá nhân thì các bạn ấn chấp nhận thôi, chấp nhận. Đó, thì đối với những cái link Facebook mới đăng nhập vào, và khi chúng ta đăng nhập một lần mới đăng nhập ở trên một cái thiết bị mới, và chúng ta vào chương trình quản lý quảng cáo như này, chúng ta chưa chạy quảng cáo bao giờ, chúng ta vào chương trình quản lý quảng cáo này thì nó sẽ ra cái hiện tượng như này. Thì ở đây các bạn cũng đừng hoang mang, và cái hiện tượng này nó gọi là khóa 956. Khóa 956 này nó cũng có rất nhiều dạng, có dạng mở được ngay và có dạng không mở được ngay. Thì đối với cái dạng mở được như này, lần đầu tiên đăng nhập vào đó hiện như này thì chúng ta sẽ mở được ngay. Thì các bạn sẽ ấn vào chữ bắt đầu, đúng không? Mở được ngay thì nó sẽ có chữ bắt đầu đây này, còn không nó sẽ chữ tìm hiểu thêm các bạn nhé, tìm hiểu thêm. Các bạn lưu ý là chúng ta ấn bắt đầu, chúng ta vẫn cứ bắt đầu rồi tiếp. Đấy, và chúng ta sẽ nhận mã qua mail này. Cái bước này nó giống cái bước mà nếu như chúng ta đăng nhập vào mà nó bắt xác nhận như này, đấy, nó bắt xác nhận chúng ta và chúng ta cứ ấn nhận mã như này thôi. Đó, sau khi như này xong các bạn sẽ vào mail, đây mail của nó đây, đấy, các bạn nhé, vào mail đây, mail đây, đấy, thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã, này. Đó, chúng ta copy cái mã này, chúng ta sang thằng Facebook chúng ta dán vào, chúng ta gửi tiếp, tiếp, có thể chúng ta sẽ nhập mật khẩu mới lần nữa vào đây. Đấy, chúng ta lưu, chúng ta cập nhật mật khẩu và chúng ta tiếp, như vậy là xong thôi, quay lại Facebook, được chưa? Như vậy là xong. Như vậy là bây giờ các bạn có thể tiến hành chạy quảng cáo được rồi. Chúng ta tạo fanpage lên cao và mình sẽ vào lại B trình quản lý quảng cáo, thì nó sẽ không còn cái hiện tượng là bị khóa như vừa rồi, nó không bị checkpoint, cái hiện tượng như vừa rồi nó gọi là checkpoint các bạn nhé. Và các bạn mới như ví giúp mình thì đó, chấp nhận. Video này mình xin tạm thời kết thúc ở đây thôi. Anh em hãy theo dõi hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo để hướng dẫn cho những anh em mới đang tìm hiểu trên cả Facebook. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.